Mình hôm nay mình nghĩ ý tưởng, mình đi ăn đồ chua mấy bạn ơi. Lại tới chỗ cây mình ăn thử đồ chua luôn nha. Có gì mình xin ta luôn nha các bạn. Rồi, hiện tại anh em mình đã kiếm được một cây cốc rồi nha. Đây anh em mình thử một hai trái rồi sẽ vô xin chỗ nhà sau nha. Thử một hai trái rồi sẽ vô xin chỗ nhà sau nha. Bơm đầu, bơm đầu. Vô xin ông nội, đi. Vô xin. Thử, thử chứ xong mới xin nữa. Alo vậy. Đi đi, hẳn chẳng xin đi. Vì khi quay người ta không chịu á. Kêu người ta tù. Chắc xin được rồi đó mấy bạn ơi. Khoanh tay nó ạ là cho bé ăn ngon rồi. Tụi mình xin được rồi. Mình đây, giờ mình okay, là bé. Ok rồi. Người ta cho rồi. Cô chủ nhà dễ thương á. Giờ mình ăn giờ tôi bay lên tôi bẻ ba trái trước. Ba này mình thử đi. Ơi, mày ai da. Ăn không đâu, nguy hiểm đây có luôn rồi đấy. Này. Cốc mới bẻ nha các bạn. Nên mình thử trước tay chỗ luôn nha. Cái đưa. Rồi. Ăn ớt vô luôn. Để chảy miếng ớt vô. Đưa máy quay nè. Quay cái muối ớt đó nha. Đi nha. Rồi. Rồi ra mình thử trước nha. Ngon quá. Mời các bạn nha. Đã lắm mấy bạn ơi. Đã lắm. Cốc mới hái. Giờ hái vô ăn liền luôn. Xe vô. Rồi, mời bạn nha. Anh em mình quất trái thứ hai. Rồi xong anh em đi tìm tiếp. Dễ kìa chứ. Ăn cốc chứ không phải đi ăn gái mấy ông nội. Cốc này còn ngon. Ăn hộp luôn. Dạ. Đây là cô chủ nhà các bạn, cô chủ nhà dễ thương lắm. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều nha. Cây cốc kia. Dạ dạ. Nhiều đi con. Để trồng đây là chú trồng cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Nó bẻ. Dạ. Anh có để cái lồng đây cho nó bẻ nữa nè. Chứ để sợ nó đen cây nó té. Dạ. Nhắn mặt lên. Nhắn mặt lên chứ đừng quay. Mấy bạn nha. Đứng xích vô ăn cốc mà xe đụng là hơi bị mệt á. Chua mà cay nó ngon lắm mấy bạn ơi. Giòn. Mày cốc gì á mấy bạn? Cốc gì á giòn ngon lắm mấy bạn. Biết cốc gì không? Không. Cốc chùa. Không. Mày nãy ăn cốc này hơn mày. Không nhan á. Đảo quá bạn ơi. Cái nước rồi. Rồi có đem nước hay không? Không. Mày lỡ cây quá rồi sao? Ờ, xuống xong rồi. Đây, nếu múc xong uống nha bạn. Bây giờ thôi. Rồi anh em mình sẽ bẻ vài trái nữa xong rồi hồi kiếm chỗ nào mát anh em mình review mấy bạn coi nha. Anh em mình sẽ bẻ vài trái nữa rồi anh em mình đi nha. Lên đầu đi. Lên đầu nào muốn lăn nè. Hey. Đủ vậy ba. Đây nè, xin nhìn không? Rồi. Cái dây nè ba. Nhẹ nhẹ thôi, gãy cây của ta đó mình đã kiếm được cây khế tàu mà xui cho anh em mình hết trái rồi. Okay. Đây cây khế tàu nha mọi người, mà rất tiếc là nó hết trái rồi. Mùa này nó không có trái hay sao. Hôm nay mình đi kiếm tiếp nha. Kiếm được cây cà na đó nha bạn. Bây giờ mình vô mình xin cây cà na, cà na. Xin bà cô đây gấp cái gì chổng không biết. Thì mình vô mình xin nha.
con xin vài trái. Con cảm ơn. Được rồi mọi người ơi. Được rồi. Xin được rồi mọi người. Kệ kệ hai mấy trái đó đi. Ê, tụ cắm lên ra tụ. Cà na này chắc mình đợi đi đẳng mình mới ăn quá. Đầu nó đứng đi. Đầu đầu nó ngồi đi. Dành dân tụ đang bẻ nha mọi người. Bên đây luôn nè, bên đây luôn nè. Bên ta bên đây. Đây, bên này bên đi trái luôn nè, bên trái luôn. Nên ở lên cho chút nữa. Ê, cầm hai sáng sáng. Cầm tiếp đây. Để nó bẻ xong rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Ngầm má gì vậy? Nên mình tìm được cái bông bùm bụp nữa nha anh em. Mày mày ăn đâu có chua đâu. Đi anh em ơi. Cảm ơn nha chú ơi. Không, cho bạn coi nha. Một hai. Thịt lắc. Giờ thấy cho mình đi nha mọi người ơi. Rồi dẻo kìa. Để dẻo. Đi dẻo. Đi đâu hả? Rồi nãy tao quay clip đâu rồi. Đang đi quay clip kiếm đồ chua ăn thì vô tình gặp được bốn thầy trò Đường Tăng nha. Chào sư phụ nha sư phụ. Ngô khôn, nhỏ không, mọi gì không mệt. Mà cái me còn trái non quá. Tìm được cái me non nha, me này ăn nó mới ngon rồi mấy bạn. Mà để mình xin coi người ta cho không mấy bạn. Không cho mấy mình đi. Sợ me non người ta không cho nha. Mình để mình xin thử. Mọi người chân vây của chú đó. Cô ơi. Kiếm kì. Kiếm nó. Dạ. Cho em xin mấy trái me. Dạ. Cảm ơn nha chị. Để cho nha mọi người. Thôi nó ta cho mọi người các bạn. Tại mình sợ me non đã không cho. Đây là thành công nha anh em. Tại mình tại thấy mình đẹp trai quá. Cái mặt gì mà đẹp trai. Cái này mọi người biết là gì không? Trăm năm kiều vẫn là kiều mà kẻ đồ bẻ chết mẹ người ở không á. Ba hẳn ngồi dây tù vậy nè. Ngồi đợi nó mọi người, mẹ lâu quá. Mẹ này ăn là hơi bị tê á. Nó bẻ hồi nãy giờ nè. Tưởng nó bẻ nhiều lắm. Xuống không mang vô đây à. Mình đi nghe các bạn ơi. Đây là đảo Phùng Hoàng của Sa Đéc nha. Có thể là anh em mình qua bên đảo Phùng Hoàng ăn nha mọi người. Giờ sẽ vô đảo Phùng Hoàng để ăn luôn nha mọi người. Đảo Phùng Hoàng của Sa Đéc mình nha mọi người. Hello tất cả mọi người nha. Anh em mình đang trên đảo Phùng Hoàng. Giờ anh em mình sẽ ăn thử những món đồ chua cho mọi người xem nha. Mới bẻ nha mọi người. Thôi mình ăn thử me non nha mọi người. Me non là còn nóng hổi luôn rồi. Mọi người nghe xong luôn. Chua không? Me non nó hơi vô chua. Cái gì ta? Tại nó là me non mà. Mà mọi người nghe. Nó ăn nó không có hột nữa. Ăn mà nó ăn giòn. Ngon lắm. Miếng chảy mọi người. Rớt nha mọi người. Ừ. Mời mọi người nha. Chua với mẹ luôn chứ. Đẹp không? Giòn. Mời mọi người trái cốc nha. Mời mọi người trái gì khác? Hế. Trái hế.
Trời ơi, chú khế chùa giả mang rồi. Mọi người giải khế nha. Mời mọi người ăn cóc cùng mình nha. Đây mẹ nó không có anh em mình. Anh em cái này mình chín rồi. Mà nó vẫn còn chua nữa. Trái cóc này á, nó có cái vị chua của cái vỏ mọi người. Tại mình anh không gặp vỏ nha. Tại anh em mình chơi cây nhà lá vườn. Mình bẻ xuống xào mình ăn vậy luôn, không có gọt, không có làm gì. Không rửa luôn. Nani? Nani? Trở lại luôn. Đúng rồi nha. Có câu nói không rửa đứng hình 5 giây chứ. Đây, như cái mỏ tao bên này nó sưng rồi nè. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Cha anh em mình hứa cái mình chạy trái anh em mình về. Cày quá với lại ở đây nực quá. Bữa nay công viên không có gió luôn mọi người. Cái anh em mình ra ngoài trời nè mà hôm nay trời đứng gió hay sao nực quá. Bây giờ mình sẽ ăn thử trái khế chua này cho mọi người xem nha. Tù toàn ăn trái gì nữa đi toàn. Nó dặn hết rồi đó. Nãy giờ trái gì mình cũng hứa hết xong hết trơn rồi. Nó đã tên là khế chua rồi thì mọi người cũng biết là mùi vị nó ra sao nha mọi người. Nó tên là khế chua nhưng mà mọi người ăn vô nó rất là ngọt nha mọi người. Dựa ngon mấy mọi người. Mẹ nó khế chua. Mẹ non. Ăn vô khế chua rất là ngon luôn. Mẹ non nó rất là ngon, ăn rất là chua à. Mẹ non nó ăn rất là ngon nha. Sặc dữ trời. Ăn đổ mồ hôi, đổ mồ hôi, đổ mồ hôi. Khế này cắn nó xịt nước ra sặc quá mọi người ơi. Mọi người nha. Chắc mình ăn hết cái mè này mình cũng đi heo sang luôn. Mình hết nổi rồi. Anh em mình xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của anh em mình từ nãy giờ nha. Nếu mọi người thấy video này hay á, hãy bấm like và đăng ký kênh hoặc là chia sẻ để ủng hộ anh em mình nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye.